Sáng nay tại Thái Nguyên, Cục Đối ngoại và Cục Kinh tế đã phối hợp tổ chức cho đoàn tùy viên quốc phòng các nước tại Việt Nam tham quan triển lãm Thành tựu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân và Hội chợ Việt Bắc năm 2019. Tại đây, tùy viên quốc phòng các nước đã tham quan và tìm hiểu những hình ảnh hiện vật được trưng bày. Đây là những hình ảnh phản ánh và tóm tắt những mốc son tiêu biểu của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong từng giai đoạn lịch sử, trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tham gia lao động sản xuất, xây dựng phát triển kinh tế đất nước, kết hợp củng cố quốc phòng an ninh. Việc tổ chức tham quan và tìm hiểu tại triển lãm, hội chợ góp phần tăng cường mối quan hệ và hiểu biết lẫn nhau giữa tùy viên quốc phòng các nước với nhau và tùy viên quốc phòng các nước với nhân dân, Quân đội Nhân dân Việt Nam.